Dạ, tiếp theo chúng con xin chuyển đến cho máy của bác Chí Đức. Và sau máy của bác Chí Đức là máy của bác Khánh Nguyện chuẩn bị. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn giáo phẩm chứng minh, kính bạch lão cư sĩ Diệu Âm. Hôm nay con đệ tử Chí Đức có xin hỏi giúp cho một vị đồng tu hiện đang có mặt trên Zoom ạ. Con xin đọc câu hỏi. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa lão cư sĩ Diệu Âm, cho con xin được hỏi một câu ạ. Con có nhân duyên được nghe những lá thư khuyên người niệm Phật của lão cư sĩ Diệu Âm. Con cũng đang phát tâm tu hành niệm Phật và tìm hiểu pháp hộ niệm. Hiện tại con đang vào trang Zoom của thầy Hạnh Phú để tu tập. Thầy hướng dẫn chúng con rất cẩn thận và cặn kẽ, nhất là việc đi hộ niệm. Thầy Hạnh Phú cũng khuyên chúng con nên học hỏi những đạo tràng khác về kinh nghiệm hộ niệm, ví như đạo tràng của cư sĩ Phúc Trí hay đạo tràng của cô Diệu Thương, của Bảo Thi, Minh Thành. Nhưng con cũng không có điều kiện để vào nhiều đạo tràng như vậy. Nếu có thời gian thì con cũng muốn vào đạo tràng của cư sĩ Phúc Trí để được học hỏi. Nhưng con vẫn đang niệm Phật trên Zoom của thầy Hạnh Phú, mà một tuần con cũng muốn tham gia tu hành niệm Phật cùng đạo tràng của cư sĩ Phúc Trí hai buổi, vì con thấy đạo tràng cư sĩ Phúc Trí rất nhiều kinh nghiệm về hộ niệm, chia sẻ có liên hệ thực tế từng ca hộ niệm, nên chúng con nghe cảm thấy rất lợi lạc. Vậy con xin kính thưa với lão cư sĩ Diệu Âm, nếu con vẫn tu cùng Zoom với thầy Hạnh Phú, lại vẫn cùng tu với Zoom của đạo tràng cư sĩ Phúc Trí, thì có phải là con đang đi theo hai thầy và đang đi theo hai con đường hay không ạ? Và tu con tu như vậy có phải là đang tu xen tạp hay không ạ? Hiện nay con rất bối rối, con xin lão cư sĩ Diệu Âm gỡ rối cho con để con được hiểu cho rõ ràng hơn ạ. Con thành kính tri ân công đức của lão cư sĩ Diệu Âm ạ. Nam Mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Thầy nào theo một thầy, chứ thầy này xin chư vị hiểu cho thấu đáo một chút. Thầy của chúng ta là người dạy cho chúng ta hộ niệm. Như vậy người nào hộ niệm là thầy của chúng ta. Như vậy thì nếu mà chư vị nghe thầy Hạnh Phú hộ niệm hay quá, gặp Phúc Trí hộ niệm hay quá, theo Phúc Trí học thêm kinh nghiệm, rồi theo Minh Thành chứ đều là tài hết. Tại vì Diệu Âm cũng nói hộ niệm thì không phải là Diệu Âm này làm thầy mà pháp à, gì đã không? Pháp hộ niệm là thầy của ta. Quý vị có hiểu không? Diệu Âm này cũng phải len lén học đạo từ Phúc Trí đấy, cũng len lén học đạo từ Minh Thành đấy chư vị. Diệu Âm học cách khai thị, học cách ngồi trước người bệnh cười tươi để mà hướng dẫn, chứ không phải Diệu Âm này tự mình mà có thể làm được đâu. Chư vị có hiểu không? Tất cả đều là thầy của chúng ta cả. Nhiều khi chư vị đi hộ niệm, một người bệnh đó giơ hai tay lên, tôi quyết lòng bản thân về Tây Phương Cực Lạc, tôi vững vàng cứu ta như vậy. Ta đang học cái hạnh của người bệnh đấy. Người bệnh lúc lúc này trở thành là người thầy của ta đấy. Cho nên chư vị phải hiểu cho nó rộng cái nghĩa chút, chứ không phải là thầy nào của ta dạy cho ta đầu tiên là không nghe người khác. Lỡ người này làm sai thì sao? Lỡ người này kinh nghiệm hộ niệm ít quá thì sao? Lỡ người này giảng giải không đúng thì chúng ta cũng theo sao luôn sao? Chư vị nên nhớ là đi pháp nào chuyên pháp đó thì những
gì mà phổ biến về pháp đó chính là thầy của ta. Thầy là như vậy đấy. Cho nên mong chư vị cứ tiếp tục theo thầy Hạnh Phú để học hỏi, theo Phúc Ký đây, theo Minh Thành đây, học hỏi thêm kinh nghiệm, tham gia với người ta để chúng ta học hỏi kinh nghiệm, phải không bác Sang? Nếu chúng ta âm thầm một mình, nhiều khi chúng ta không có đủ những cái sáng sủa để mà xử trí trong những cái lúc mà hộ niệm bị gặp chướng nạn, gặp khó khăn đâu nhé. Tiếp tục đi nhé. A Di Đà Phật. Chúng con xin thành tâm cảm niệm công đức của Nam Cư Sĩ Diệu Âm. Cảm ơn bác Chi Đức đã có cái câu hỏi để bản đồng tu được nghe lão cư sĩ Diệu Âm, để cho mình vững vàng về cái con đường